hai mạng monster kill rồi. Nemesis. Cái này. Ui. Một phát nữa. Ui, phát nữa. Ui. Bắn gà thế là cùng cái này. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Một yêu cầu đó chính là Redux với hai khẩu siêu pháo. Có thể nói đây là một trong những yêu cầu nhiều nhất mà mình nhận được từ năm ngoái cho đến năm nay. Mình thì định là đợi cái nick chính của mình nâng cấp được Redux lên full sao này. Đấy, xong rồi mình sẽ lắp hai khẩu siêu pháo. Nhưng mà có vẻ như quá nhiều robot này, vũ khí mới ra nên là việc đó mình đã không thể làm được. Thôi, nếu vậy thì mình sẽ làm bên test server để phục vụ mọi người nhé. Dù sao thì có vẫn hơn không đúng không? Đây, Redux full sao. Siêu pháo 16 full sao đã thay đổi hình dạng. Phi công, đam siêu pháo này, tầm này, cả sát thương của kỹ năng, hồi kỹ năng Redux. Đấy, bạn nào mà nạp game thì có thể nhìn theo build này của mình và nạp nhé. Nạp game thì con nào khỏe, nhưng mà nó cũng chỉ được một thời gian thôi. Đây, siêu pháo đây. Rồi, rất là đẹp đúng không? Nhìn rất là hợp. Mới tội Redux thì vẫn tù quá. Bắt đầu trận đấu thôi. Mình sẽ đi ra bên này trước, từ từ quan sát đã. Quan sát đã. Đây. Một mạng. Ui, bắn gà quá. Ui. Rồi. Redux máu yếu nên là chơi thì vẫn nên là cẩn thận nhé. Cho dù nó có full sao đi chăng nữa thì nó cũng... Rồi. Thế không chết cả. Cho dù nó... Con bóc trên mình nó cứ che. May quá. Nó cứ chắn mình bắn không được. Nào. Mòn này. Rồi. Một mạng. Xịt rồi. Hai mạng. Rồi. Bấm kỹ năng. Rồi. Ba mạng. Bốn mạng. Phết. 5 mạng rồi, bắn quá là hay luôn. Đợi lấy gần nhá, đợi hai con nhá, đợi nhiều con lại trước nhá. Rồi. 1 mạng. 2 mạng. 3 mạng. Con vai. Cứ như thiếu thân như này, bắn không kịp. Nấp. Rồi. Đấy, 1 mạng. 2 mạng, monster kill rồi. Nemesis. Cái này. Ui. Một phát nữa. Ui. Phát nữa. Ui. Bắn gà thế là cùng cái này. Ngã lơ ngơ. Thế mà ăn monster kill. À, đợi lại gần nhá. Đợi lại gần nhá. Đợi lại gần bấm kỹ năng nhá. Bấm lại bắn. Rồi. Cho con boss này nó lên thiên tàng luôn. Rồi. Một trận đấu rất là trong vánh, với những pha phải gọi là nhỏ thuốc nhỏ mắt liên tục. 17 mạng cũng bình thường. Xem hắn biết. Rồi trận đấu thứ hai, mình làm hai trận thôi nhé. Làm nhiều quá các bạn xem nó chán. Sẽ có những video mình chỉ làm một trận thôi. Đấy, nick chính thì mình sẽ làm hai trận, còn đôi khi nick test thì mình sẽ chỉ làm một trận thôi. Test server này thì mình lại nhắc lại luôn là mình mới chơi được, còn các bạn thì không thể chơi được bản test này. Những ai mà làm YouTuber ấy, về make mà không ký hợp đồng ấy, thì cũng không được làm nhé. Chứ không phải là cứ làm YouTube là được chơi bản test server đâu nhé. Có nghĩa là làm YouTube này, xong phải ký hợp đồng với người ta này. Đấy, thì các bạn mới được truy cập bản test nhé. Ôi, coi choi này. Ôi. Ôi. Mày đấy. Nắp vào đây. Xin mà. Let's.
Dính ạ. Rồi, đúng rồi. Ôi, nó không dính ạ. Ôi, thôi. Dẹp. Rồi. Quá tam ba bận. Hai mà. Đánh nhiều thì cũng trúng thế này. Ôi, xấu quá. Không được. Rồi, những cái trường hợp như này nhá. Các bạn à, cấu rỉa được thì cấu rỉa. Không, chúng ta đợi 2-3 mục tiêu trong tầm phạm vi rồi chúng ta bấm kỹ năng như thế thì tối ưu và tấn công dễ hơn nhá. Từ từ xem nào. Chưa được. Cái con kia vẫn sao bắt. 20. Rồi. 1 mà. 2 mà. Ui. Ui. Cái con stop rồi trâu thế. Để đây, nó ở đằng này, bật kỹ năng, chạy. Ui. Gà, bắn quá là gà. Bắn như trẻ bời. Rồi, Lancer. 1 2 Chơi bản test này, việc mà được con like các thứ thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng chả có ý nghĩa gì cả, chỉ là có muốn chụp cho lên cái hình đại diện video cho nó đẹp, cho nó câu view thì cho thôi, chứ mình thấy thì cái việc nhiều mạng hay thì nhiều mạng bên này cũng chỉ là màu chả gì mấy. Rồi, trận đấu gần kết thúc rồi. Bắn. Phát này sợ bắn hụt nên là bắn hơi chậm. Mình đã thực hiện một trong những yêu cầu mà phải nói là từ năm ngoái đến năm nay rất lâu rồi. Mà thấy các bạn yêu cầu nhiều quá nên mình đã cố gắng làm hoàn thiện video này. Nếu thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh, like và bình luận bên dưới về những combo nào đó mà các bạn bình luận từ năm ngoái chẳng hạn mà mình chưa làm thì cứ hãy bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ lưu ở máy và có thời gian thì mình sẽ thực hiện các yêu cầu của các bạn. Đấy. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.